Ôi trời ơi, có cả nhà ơi. Có cá gì đây? Ôi cá lóc cả nhà ơi. Vô vô rồi. Vô. Nằm dài thon. Ôi cá rô mẹ nữa. Cá rô gì ta? Ôi cá rô mẹ nữa cả nhà. Ôi. Cá gì đây? Trời ơi. Dữ rồi. Loại cá luôn cả nhà ơi. Loại cá luôn. Dạ, Thiền mến chào đại gia đình thân yêu mình nha. Hôm nay Thiền tiếp tục lên đường đi thăm lò cá. Thì cái luồng lò của Thiền hôm nay cũng được 4-5 ngày rồi. Đầu video Thiền chúc cho cả nhà mình ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha. Cả nhà mình xem video của Thiền cảm thấy hay và hữu ích, hấp dẫn, yêu mến kênh á, cho Thiền một like, một đăng ký, một chia sẻ để Thiền có cái động lực nha cả nhà. Mỗi lượt like, mỗi lượt đăng ký của cả nhà là cái động lực lớn nhất để Thiền ra những cái video hay hơn nữa nha. Và bây giờ thì Thiền mời cả nhà mình theo chân Thiền thăm cái luồng lò này, hy vọng sẽ trúng cá cho cả nhà mình cùng xem nha. Thiền đi thăm luôn, lúc nào Thiền cũng cầu mong là trúng cá cho cả nhà mình cùng xem cho đỡ nhàm chán á cả nhà. Kính chúc quý khán giả trên kênh của Thiền thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn là tràn đầy sức khỏe nha cả nhà. Rồi mời cả nhà. Dạ, vẫn là cái lò cá đầu tiên. Cái lò cá này đặt rồi vô một con cá lóc với một hai con cá lóc, một con ngọp với một con còn sống với một con rắn. Đợt này không biết sao đây. Có con gì không đây? Tình hình sâu. Im quá cả nhà ơi. Ôi, không có rồi. Cái đầu tiên gì là chết rồi. Dạ, mời cả nhà mình thăm cái lò cá tiếp theo luôn. Cậu được coi, xa xa thì thấy cái lò kìa. Tung nước. Tung nước đục ngầu luôn cả nhà. Cái lò này được rồi, Tiền cạn quá cạn. Tiền đào đất. Tiền đào đất lên, Tiền chôn, Tiền bỏ cái lò xuống. Cái lợn có dấu hiệu có cá cả nhà ơi. Không biết cá gì đây. Dữ thế cả nhà ơi. Ôi ôi, vô hệ cả nhà ơi. Hiệu quả. Hiệu quả cả nhà. Tiền đào một lỗ bự dữ lắm, thì bỏ cái lò vô chụm lũm ở trong á, nó mới cạn dữ lắm cả nhà ơi. Tiền đặt ở đằng đây một cái, gần ở đây một cái nữa nè. Khu vực đằng kia bị người ta lấy mất luôn cả nhà, lấy mất nữa. Cái lò này tiền giấu ở trong đây kỹ dữ lắm cả nhà. Tiền lấy rồi, tiền đẩy lại. Hiệu quả một cặp cả nhà, con thành cành đào. Bữa nay có thành quả trúng cá cho cả nhà mình cùng xem và thư giãn rồi. Cả nhà mình xem ủng hộ kênh Tiền, cho Tiền một like nha. Rồi để Tiền ốp máy bắt cá rồi tiếp tục đi thăm cái lò cá tiếp theo nha cả nhà. Một cặp cá lóc quá đã. Dạ, thăm cái lò cá tiếp theo nha cả nhà. Trời ơi, trước tiên Tiền thấy cái lò cá. Cá gì nó ngọp trong đây quá trời cả nhà ơi. Ôi, cá rô phi. Cá rô phi ngọp trong đây quá trời luôn. Ngọp lắm cả nhà ơi. Không còn sử dụng được nữa. Có vài ba con sống mà nhỏ nhỏ không à. 2, 2, 4, 6, 8 con. Cá nhỏ không à. Rồi, Tiền ướp máy tiếp tục thăm cái tiếp theo nha cả nhà. Dạ, mời cả nhà mình thăm cái lò cá tiếp theo luôn. Cái lò cá của Tiền, xa xa Tiền thấy cái lò nhúc nhích cả nhà. Nhúc nhích ở bên này nè.
Đó, 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 đó. Đó thấy không? Đó. Cái loại nó giật dữ lắm cả nhà ơi. Có cá cả nhà ơi. Có cá kìa. Cái gì đây? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Dữ rồi. Ôi trời ơi, vô cả nhà ơi. Vô, 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 vô. Ôi đất coi. Loại cá luôn cả nhà ơi. Loại cá luôn. Cá chia vàng cả nhà. Cá chia vàng, cá lóc. Rồi cá chia trắng, cá chia phi rồi tùm lum luôn cả nhà. Nha. Quá hứa cái loại này rồi. Cá tung rách lưới hết ráo luôn cả nhà. Nè. Rách lưới hết chân rồi. Ui, cái loại này quá khứ cái loại này rồi, một loại cá luôn. Vô vô mánh cả nhà ơi. Ôi, ui, cái loại cá nè cả nhà mình thấy không? Quá đã cả nhà ơi. Ngon 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 ngon. Hai con cá chia vàng, một con cá chia trắng nha cả nhà, một con cá lóc nữa kìa. Cá chi vàng cả nhà, quá đã. Cá chi vàng ở khu Tiền đây rất là hiếm. Hiếm dữ lắm. Hiếm dữ lắm, đặt cả đời vừa mới thấy cá chi vàng á cả nhà. Còn cá lóc. Cá lóc quá đã cả nhà ơi. Hugo. Quá sướng. Rồi để Tiền ốp máy bắt cá ra rồi tiếp tục đi thăm cái loại cá tiếp theo nha cả nhà. Cả nhà mình xem video cảm thấy hay cho Tiền một like, một đăng ký nha cả nhà. Dạ, vẫn là cái loại cá tiếp theo nha. Loại này là đồ vô cá lóc nè cả nhà. Nãy không biết sao đây, Tiền thấy nước nó đục đục đây. Chứ có cá sạc rồi nó ngọt trong đây nè. Ây da, kẹt cái bụi rán. Con điện đây. Ôi ôi cá rô cả nhà ơi. Cá rô mè nữa. Không, con cá rô này không phải cá rô mè. Cá rô vừa vừa. Vừa mè à, chứ không có mè dữ cả nhà. Đó. Mùa này cũng gần mưa, con này cũng hơi ốm. Với một số cá sặc nữa. Rồi để Tiền ốp máy. Bắt cá ra rồi tiếp tục đi thăm cái tiếp theo nha cả nhà. Dạ, vẫn là cái là cá tiếp theo nha. Ôi đất ơi, một lò cá sặc luôn. Lò cá sặc luôn cả nhà. Sạc này mà chiên tươi chấm nước mắm chu cay hoặc là chiên sả ớt, món nào cũng ngon á. Quá đã cả nhà ơi. Bậy luôn á. Dở lên cá nó nhảy rồ 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 rồ. Bậy cả sạc. Ngon lành. Rồi để Tiền ốp máy bắt cá ra nha. Dạ, mà cả nhà mình thăm cái loài cá tiếp theo luôn. Trời ơi, cá gì đây? Ồ, là con cá trê hay gì? Cá trê cả nhà ơi. Được một con cá trê. Đây nè cả nhà. Cá trê nè, quá đã. Với được con cá sặc, một con cá sặc với một con cá trê, với có con cá gì nữa mà nó ngọt à cả nhà. Chắc cá cứng, cá lóc dày nhiều quá bị ngọt rồi. Trê nè, cái trê này nó lai lai, cái trê vàng đó cả nhà. Rồi để Tiền ốp máy tiếp tục thăm cái loại cá tiếp theo nha.
Dạ. Vẫn là cái là cá tiếp theo nha. Nước mùa này nước kém quá kém. Nắng hạn nè. Không có cá nhiều cả nhà ơi. Ôi trời ơi, có cá nhà ơi. Có cá gì đây? Ôi cá lóc cả nhà ơi. Vô rồi. Vô. Nằm dậy thon. Ôi cá rô mẹ nữa. Cá rô gì ta? Ôi cá rô mẹ nữa cả nhà. Ôi quá dữ rồi. Quá dữ rồi. Lôi cái lờ đi luôn cả nhà. Quá dữ rồi. Vô hệ cả nhà ơi. Cá lóc vô cái rô nè cả nhà, quá đã, ngon lành ngành đào. Gần cuối rồi cả nhà, gần cuối rồi cũng thu phục được con Hugo cá lóc lớn nè cả nhà, ngon lành. Con này cỡ 6 lạng 7 lạng, 700 gram, 700 gram là xiềng kỳ, nằm gần cỡ cái lò luôn cả nhà nè, nè đó, gần cỡ cái lò luôn. Nói đuôi con cá rô nó là cả cái lợ. Quá đã cả nhà ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Có Hugo lại rồi. Bạn Toàn Nguyễn ơi. Ngon lành. Rồi để tiền ướp máy. Bắt cá ra rồi. Tiếp tục đi thăm cái lợ cá tiếp theo nha cả nhà. Dạ. Tiếp tục thăm cái lợ cá tiếp theo nha. Ồ, cái lợ nước nó cạn, cá gì cả nhà ơi, hên nước cạn còn nước, rồi có cá cả nhà ơi, tiền thấy có cá trong này nè, biết cá gì đây, trời ơi, một lờ cá luôn cả nhà ơi, vô hệ cả nhà ơi, quá đã, lờ cá luôn. Ba con chứ không phải là con cá lóc với hai con cá lóc dày nha cả nhà, lâu lắm rồi tiền mới vô lại cá lóc dày nè. Cái đường kinh kia tiền đặt mất hết 10 mấy cái, 16, 17 cái nha, không có cá lóc dày nữa, tiền giờ chỗ khác rồi. Này tiền đặt địa điểm mới nha, cái này là cái địa điểm mới nha cả nhà, địa điểm mới là có cá nè, hai con cá dày nè với một con cá lóc. Quá đã, ngon lành. Rồi để tiền ốp máy bắt cá ra rồi tiếp tục đi thăm cái lò cá tiếp theo nha cả nhà. Dạ tiền mời cả nhà mình thăm cái lò cá tiếp theo luôn. Cái lò cá này cũng là cái lò cá cuối cùng rồi, tiền sẽ về tổng kết cá cho cả nhà mình cùng xem nha. Luôn là có tiền hôm nay trúng mánh, trúng đậm nha cả nhà. Cá gì hôm nay? Quá trời rộng đóng. Có cá gì? Giật giật cái dây nè cả nhà. Ôi. Rồi. Quá dữ rồi. Bờ cá luôn cả nhà ơi. Ủa cá lóc. Cá phi. Thì dở camera cao cao lên nha cả nhà. Ôi ôi lò cá luôn, cá lóc, có phi, cá rô, loạn xà ngầu luôn cả nhà ơi. Ôi ôi cá phi nè, để tiền lau camera cái nha cả nhà. Rồi tiền mới lau camera nè cả nhà. Ôi, một lò cá phi luôn. Một có con cá lóc nữa cả nhà. Đó, con lóc này. Nhảy bên đây nè. Rồi. Để tiền ốp máy bắt cá ra rồi. Về tổng kết cá cho cả nhà mình cùng xem nha. Cả nhà mình xem video của tiền cảm thấy hay và yêu mến kênh. Cho tiền một like, một đăng ký nha cả nhà. Tiền chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Dạ, tiền kính chào cả nhà mình nha. Thì tiền mới vừa đi thăm lò cá về nè cả nhà. Luồng lò của tiền hôm nay trúng đậm cả nhà ơi. Trúng đậm.
sách nổi gần tay nữa cả nhà ơi. Để tiền lấy mấy con cá rô ra trước. Rồi tiền một mới lấy hai con cá rô ra cả nhà. Đổ cá ra thế nha. Cui hàng. Quá trúng cá cả nhà ơi. Tiền được hai con cá chê vàng. Lâu lắm mà ở vùng tiền cái chê vàng này hiếm dữ dằn hiếm cả nhà. Với con cá chê này nữa. Cá chê này chắc cá chê trắng, cá chê phi gì á. Tiền cá chê này tiền cũng không rành gì mấy nữa. Tiền được hai con cá chê vàng. Đã ghê không. Tiền đếm có bao nhiêu con cá lóc nha cả nhà. Bữa nay luồng lợi của tiền trúng đậm nha cả nhà. Phải lời còn nhiều là trúng dữ nữa. Tại tiền còn có mấy cái lời à. Trời ơi con cá lóc này ngủm rồi. Trời ơi. Cá lóc này ngủm rồi cả nhà ơi. Một con. Hai con. Con này nhỏ quá. Một chút xíu tiền thả luôn cả nhà. Ba con. Bốn con. Okugo. Bốn con. Năm con. Sáu con. Rồi thì được sáu con cá lóc nha cả nhà nè. Okugo nè. Quá đã cả nhà ơi. Có Okugo à. Có cá lóc lớn xuất hiện rồi cả nhà. 2, 4, 6 con cá lóc nha. Có con này nhỏ nhất, tiền một chút xíu tiền thả luôn. Thả nó mốt lớn mình bắt. 6 con cá lóc. 1 con cá lóc dày. 2 con cá lóc dày. Là 8 con. Đây, 8 con. Được 1 con cá trê. 2 con cá trê. 3 con cá trê. 4 con cá trê. 4 con cá trê. Với 2 con cá rô. Cá rô mề nè cả nhà. Rô biết nói. Cá này ăn béo lắm cả nhà. Hai con với một số cá rô phi. Cái lời cuối cùng vô một lời cá. Một lời cá luôn cả nhà. Với một số cá sặc. Đây, tiền lựa cá sặc bự tiền bắt không. Sặc bự bự không. Rồi, thì luồng lời của tiền hôm nay thành quả trúng cá nha cả nhà. Vô mánh này tiền hạo hạo cái tay là tiền cân thử là khoảng 5kg nha cả nhà, khoảng 5-6kg cá. Tiền còn có mấy cái lời rồi đó, phải nhiều lời là tiền đặt trúng đậm lắm cả nhà. Rồi thì cái thời lượng cái video của tiền cũng khá là dài rồi. Tiền chúc cho đại gia đình thân yêu mình ngày mới thật là nhiều sức khỏe và xem video của tiền có phút giây vui tươi hạnh phúc bên gia đình nha. Sau những cái giờ làm việc mệt nhọc thì cái video của tiền cũng giúp ích được cho đại gia đình thân yêu mình cái giây phút thư giãn và thoải mái nha cả nhà. Thì tiền xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình cái video tiếp theo nha. Cả nhà mình xem video á, mỗi lượt đăng ký của tiền á, đăng ký miễn phí á cả nhà, không có tốn tiền tốn bạc gì á. Quý vị khán giả mình đừng có lo sợ vì cái đăng ký á, đăng ký là miễn phí á cả nhà. Thì có bên góc trái màn hình á, có cái ngón tay đưa lên á, cả nhà mình bấm cho tiền một cái ngón tay đưa lên nha, là cái một lượt like là thích á cả nhà, là cái động lực lớn nhất để tiền ra những cái video hay hơn nữa nha. Rồi thì xin tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà mình cái video tiếp theo nha.